Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt em của mình. Thì trong video các bạn mình sẽ cập nhật cho các bạn một số thông tin cho các bạn nhé. Một số thông tin mới nhất từ Binetwork các bạn nha. Đây, đầu tiên là các bạn thấy cái những cái hình này nè. Có cái tiếng có cái chữ rất là ngoằn ngoèo ha. Tin tốt cho Bwinder by Eco City. Dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 28 tháng 2. Nicolas, người sáng lập đồng xu, đã trả lời một số câu hỏi ngày hôm qua. Đơn vị thấp nhất cho khoản thanh toán sẽ là khoản thanh toán nhỏ OneBay chứa 1 triệu microbay, tức là bi đó các bạn, 2 xu bằng 0.01 xu. Một lời tạm biệt 100 cent bay, tin rất hứa hẹn cho giá thịnh, giá vịnh tương lai, liên kết đến địa điểm thành phố vịnh btc.mstd369.cn, truy cập nó từ ứng dụng trình duyệt bi đó. Thì các bạn vô trình duyệt bi browser, các bạn có thể đi xem ở trên bằng địa chỉ này. Vậy là rất là tuyệt vời ha, dần dần có rất là nhiều hệ sinh thái đã tham gia vào và bắt đầu giao dịch. Rồi tiếp theo, một thông tin nữa là điện thoại trị giá 8,5 triệu tại Việt Nam, mua tại Bichain Mall China, giá có 188 bi, càng ngày điện thoại giá càng thấp. Tức là số bi đó các bạn. Đây là những cái thông tin về cái điện thoại đó các bạn ha, điện thoại mới vừa khai khui nắp á, rất là tuyệt vời các bạn nha. Rồi đây là cà phê Binetwork, thanh toán 100% bằng bi, địa chỉ là 44 đường 181 Bình Mỹ, Củ Chi, điện thoại là 0908 360 642 đó, Lưu Châu 66 đó. Các bạn nào mà ở gần đây, các bạn có thể liên hệ số điện thoại này và ghé ủng hộ ha, cái cửa hàng, tức là cái quán cà phê này rất là tuyệt vời nha. Đó, cũng khá đẹp ha, mà chắc có lẽ là đang sửa soạn ha. Rồi, opening coffee Binetwork kính mời thanh toán 100% phần bi, tuyển người phục vụ ha. Đó, số điện thoại mình mới đọc. Rồi tiếp theo một thông tin nữa rất là tuyệt vời là bạn có ví bi là có ví tiền, đi muôn nơi quá là tiện. Bi tại Hàn Quốc được chấp nhận rộng rãi. Các bạn xem phim. Rồi tiếp theo một thông tin nữa các bạn. Liệu đô la có thể tồn tại và Mỹ có cần phải hành động ngay lập tức lúc này không? Vậy vàng là yếu tố then chốt để CBDC diễn ra, và Binetwork sẽ là cầu nối cho hội nhập thế giới thành một thể thống nhất trên bản vị vàng. Tức là CBDC là tiền điện tử do ngân hàng trung ương phát hành các bạn nha. Đây, CEO Binance nói ngành công nghiệp tiền điện tử có thể sẽ chuyển sang stablecoin không đô la. Đúng, vàng sẽ đóng một vai trò lớn, sự trớ trêu ở đây thật đẹp. Đó, các nhà máy lọc dầu lớn nhất ở Ấn Độ đang sử dụng tiền tệ của UAE thay vì đô la Mỹ để mua dầu thô của Nga. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ hiện đang thảo luận về kế hoạch mua dầu diesel và các sản phẩm tinh chế khác của Nga để tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nhiên liệu sản xuất trong nước sang phương Tây. Ngạc nhiên.
Đó. Rồi một thông tin nữa là các bạn thấy hiện bây giờ người ta đồn cái này rất là nhiều. Đó chính là cái giao diện mới cho cái đáp KIC này. Hiện tại KIC không giới hạn thời gian hoàn thành là 15 phút. Nên anh em tha hồ thoải mái lựa chọn nhé. Đây là giao diện KIC mới nhất. Chúc mừng anh em. Đó. Khi nào mà các bạn thấy giao diện này xuất hiện và cái browser cập nhật lên một bản 1.7.0 thì lúc này các bạn sẽ thấy là có khả năng là KIC toàn cầu ha. Các bạn muốn làm lúc nào thì làm. Còn không thích thì các bạn có thể không làm. Nói chung là Max KIC đó các bạn. Rồi B2 Team cập nhật tin tức hàng ngày, cập nhật giao diện thông báo KIC B mới, nhìn rất là ưng ý và đẹp mắt. Video giới thiệu dự án sinh thái đệ trình Middle bị hoãn lại do cập nhật B browser được sắp xếp như sau. 1 B Transact, B1 B Tantan, B Love, B BBS Chat, rồi B Bay Gay, rồi B Moon Marketplace, là B Downmon, B Music Work, B Farm Art, B Farm, B Voice App, B Snack, EZ Invoice, rồi 1K Rental Management System, Go, Digital, Door4B, Connect Social, Watugot, Activa, B Ecard, Arcade App, Point From B, rồi Explore B, B Store App, ha, B Steel Pro, One U Play, B Not, B Network Utility, là Tel TLK nè, rồi B One House nè, B Club rất là nhiều, rồi B Catplace, đó, cho nên là đều có những cái hướng dẫn có video hết các bạn nha. Và một thông tin nữa các bạn, đó chính là mình cũng có đưa cái tin này trong cái video đầu tiên á. Đó chính là mình có hai cái ví ha. Một cái ví mà các bạn biết á, là cái ví các bạn sử dụng 24 cụm từ mật khẩu để các bạn đăng nhập. Và một cái ví nữa là gọi là đăng nhập để tên là Sign into Developer App Wallet. Xứng tầm dự án toàn cầu, thế này mà các quốc gia không chấp nhận B-Network thì thật sự là một quốc gia quá lỗi thời và bảo thủ. B-Browser, B vừa ra mắt ví công MVB đó. Nó là ví 56 ký tự khác hẳn ví 24 ký tự của chúng ta. Ví này dành cho các tổ chức doanh nghiệp, chính phủ, cơ quan thuế các quốc gia. Ví công này để thu thuế, đánh thuế để các doanh nghiệp giao dịch và được theo dõi minh bạch. Sổ sách không bị gian lận. Ví công được sao kê rõ ràng, phân tán và ghi lại bởi blockchain B nên truy thuế dễ dàng với các giao dịch xuyên biên giới. Rất là tuyệt vời các bạn. Rồi còn một cái thông tin rất là hay, đó là một cái bạn mà bị KIC mà treo á các bạn, treo lâu năm á, treo đây một năm ha, thì bạn này đã được duyệt các bạn. Cho nên là mình nghĩ là tâm lý chung là các bạn xem video này, mình biết là có rất là nhiều bạn bị treo, mà treo lâu năm nữa ha. Thì mình nghĩ là các bạn thấy cái thông tin này cũng có một phần nào thấy được tích cực hơn. Cho nên là các bạn mà chưa được giải quyết thì các bạn cũng đừng lo nha, sẽ được thôi các bạn ha. Đó, KIC đang chờ xử lý của tôi trong một năm, nay đã được xác nhận, cảm ơn Chúa, thấy chưa các bạn? Đó, bạn này ấy đó. Cho nên là chúng ta đừng lo, trước sau gì chúng ta cũng sẽ được vượt qua thôi. Dù treo hay không treo, nó lâu một chút nhưng mà sẽ vượt qua. Rồi, tiếp theo nữa, bom tấn Hackathon rụng như sung trước sự kiểm duyệt khắc khe của BicoTeam. Mấy nghìn dự án mà còn sót lại được 58 dự án lên kệ B-Browser. Rất là khủng khiếp các bạn. Có nghĩa là nó chọi 100 lần á các bạn, hay nó rụng 100 lần á, kiểu vậy á. 5.000 mấy luôn á các bạn, mà giờ còn là 58 dự án thôi. Rất là khủng khiếp ha. Rồi, thì hy vọng là cũng những thông tin này cũng một phần nào cho các bạn cũng nắm được cái dự án B nha. Hiện bây giờ là đang xảy ra chuyện gì. Rồi, thì nếu các bạn có thắc mắc gì có thể bình luận dưới video và đừng quên cho mình một like trên video cũng như đăng ký kênh YouTube của mình. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để khi mình cập nhật cái thông tin mới nhất thì các bạn sẽ kịp thời theo dõi ha. Rồi còn bạn nào chưa đăng ký B thì các bạn hãy đi vào mô tả video đăng ký, các bạn mãi thiệu của mình vẫn là B Casso đồ hình các bạn nha. Rồi chúc các bạn thành công, xin chào và hẹn các bạn lại lần sau.